Chào mừng các bạn đã đến với linh kiện điện tử Ngờ Shop. Hôm nay chúng mình xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm bên mình, đó là bộ tua vít chất lượng cao của hãng Bauer. Chúng mình cùng đi tìm hiểu bên trong có gì thú vị nhé. Bây giờ mình xin mở hộp để review cho các bạn xem bên trong có gì. Bộ tua vít bao gồm 16 loại đầu khác nhau giúp mở hầu hết các loại đầu vít cỡ nhỏ. Nó bao gồm một cái tay cầm bằng nhựa. Bộ sản phẩm này có chất lượng rất là cao, đầu tua vít cứng, khó bị mòn hay là bóp méo. Và 8 thanh đầu vít tương ứng với 16 đầu khác nhau. Có rất nhiều loại như đầu ba cạnh, lục giác, đầu sau, đầu tam giác, đầu hải cảnh, vân vân. Khi mình muốn gắn các đầu tua vít, mình sẽ kéo các cơ cấu này xuống và mình bỏ cái đầu vít mình vào cho hết cỡ, phải như thế này. Và cũng tương tự như mình muốn tháo ra thì mình cũng kéo cái cơ cấu này xuống và mình rút cái đầu tua vít của mình ra. Các bạn có thể truy cập vào trang web ngờshopvn.com để biết thêm chi tiết. Bộ sản phẩm này bên mình bán với cái giá là 88.000 đồng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share và subscribe. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.